mời quý vị và các bạn đến với nhà hát của những giấc mơ ô thi thôn để theo dõi trận cầu siêu kinh khủng giữa hai đội thiên về tấn công nhà ông Văn Tích và đội thiên về phòng ngự nhà ông Công Sự. Kính thưa quý vị và các bạn, để đến với trận thi hùng này, đêm hôm qua theo chúng tôi được biết là các cầu thủ đã đi mượn quần đùi và tất khắp mọi nơi ở trong làng trong xóm. Nghe nói là nhà ông Đất bị mất 4 cái quần đùi, còn nhà bà Mùi thì mất 3 đôi tất. Chúng tôi linh cảm thì hiện nay nhiệt độ ở trên sân là âm 60 độ C, độ ẩm là 100%, tốc độ gió giật trên cấp 12. Hiện nay tỷ số đang là 1-0. Các cầu thủ nhà ông Văn Tích đang rất tích cực đưa bóng về phía phần sân của đối phương. Thưa quý vị, không khí ở trên sân hiện nay rất là sục sôi. Đúng cái điều mà chúng tôi muốn nói, đó là một trận cầu siêu kinh khủng. Lần sau mượn cháu là phải giả cho nó đúng hẹn nhá. Vắng hai cái thằng thóc lúa này là không đêm nào tôi ngủ được đâu đấy. Không đón về thì thôi, mà đón về hai cái thằng nghịch cũng như giặc đấy bác ạ. Bên nhà em đấy, bát đĩa nổi niêu xong chảo coi như không còn cái gì sất ấy. Ôi, trời ơi. Bà cứ trò mỗi đứa một con, cho nó chừa đi. Cái thói ở đâu mà mày cứ bạ chỗ nào cũng suốt là thế nào. Với lối đá Titi Gaga của đội nhà ông Văn Tích thì đội nhà ông Công Sự hiện nay xứng đỡ rất vất vả. Và bây giờ chúng tôi nhìn thấy một cầu thủ của đội Văn Tích đang có bóng ở bên đường biên bên phải, và anh tiếp tục dẫn bóng qua một cầu thủ, hai thằng, anh thu đi, thu đi, vừa qua dẫn bóng đi, ôi trời ơi, vừa qua. Dạ, kính thưa quý ngài và các quý cô, về phần thể lực ấy, thanh niên làng tôi là rất dồi dào. Quý ngài quý cô cần bao nhiêu chúng tôi cũng đáp ứng được. Kính thưa quý vị, không khí ở trên sân hiện nay rất là sục sôi. Đúng thế, đúng cái điều mà chúng tôi muốn nói, đó là một trận cầu siêu kinh khủng. Rất vui cho tất cả bà con cô bác anh chị có mặt trên sân hôm nay, là các màn quắc rất xinh đẹp của các cầu thủ đã có mặt ở trên bên các vệ đường, ở các ngõ ngách, kể cả những chỗ không có cỏ các cô cũng ngồi hết. Các cô tranh thủ là soi gương trang điểm rồi ăn những thứ mà các cô thích. Đây đúng là một trận cầu mà chúng tôi nói là có 1-0-2 ở trong cái làng này.
viên đang lành thì chị bày đặt ra cái trò huấn luyện viên bóng đá chứ đấy. Đã thế hôm nay là còn bắt em ra sân để cổ vũ, thế mới lộn ruột. Em ý, là đợt này em quyết rồi, lành làm gáo vỡ làm muôi, không có bóng bạch thấy. Ôi, không được đâu. Tôi cũng đã tính như thế rồi, nhưng mà lợi bất cập hại, không ổn. Không ổn là không ổn thế nào? Bác tính đấy, hai cái thằng thắp lúa ấy, ngày xưa nó không nghịch thế đâu. Từ cái ngày hai cái của nợ ấy đốc trứng, bóng với trả bánh, thế đâm ra là cứ tiện chỗ nào nó sút chỗ đấy. Nhà em kia kìa, tan hoang không còn một cái gì nguyên vẹn cả. Em là em quyết rồi, em là em cấm tiệt. À, ui, không được đâu. Nhưng mà dẫu sao ấy, có thể thao thì nó vẫn có lành mạnh. Cô tính xem bây giờ hay não ấy, sức khỏe như thế mà không có cái việc gì nào mà còn lại ngựa quen đường cũ, chết dở đấy. Thế là thế nào? Sức khỏe của hai não ấy nhá, hừng hực như thế, nó mà đi gái là không biết đường về đâu. Chấp nhận đi. Các lão ấy yếu mình cũng khổ, mà bây giờ các lão ấy khỏe thì mình cũng khổ. Sao mà chị em mình khổ thế lại. Sang trận đấu gay gắt đi nhỉ? Thưa ngài là hai vị huấn luyện viên tôi ở ngoài đời họ là một đôi bạn thân rất thân, thậm chí còn là thông gia của nhau ấy. Nhưng mà đã vào trong trận đấu là liệt, là coi nhau không ra. Thể thao là nó quyết đoán, nó dứt điểm, nó phải rõ ràng. Dạ vâng. Hiện nay cầu thủ thứ 9 đang rất bình tĩnh, anh chuẩn bị lấy đà để chút này. Anh bắt đầu chút. Vào rồi nhưng mà lại vào đầu phải các bạn. Và cầu thủ số 9 đã chuẩn bị lấy đà để sút phạt. Anh sút rồi, sút vào. Các ông đúng là vô tích sự, đá đấm quá phản cảm, quá phi thể thao. Các ông có biết là các ông làm hỏng hết kế hoạch của tôi rồi không? Ơ kìa bác, thì bác chẳng quán triệt với bọn em là bọn em đá nó phải thật hăng, thật máu thì trận đấu nó mới nhiều cảm xúc, nó mới rực rỡ còn gì ạ? Không, trận đấu nó gây cả nước tận phút chót, nó rực rỡ thế còn gì nữa. Vâng. Rực rỡ cái gì? Hấp dẫn cái gì? Tôi hỏi ông nhá, ông có thấy ở trên thế giới này có một trận đá bóng nào mà dùng tới 6 cái thẻ đỏ? Làm gì có. Ở đây. Còn ông nữa. Cái đội của ông này này, tại sao lại đá cứ hùng hục như là châu húc mã ấy? Vâng. Hả? Đúng là châu húc mã mà.
ra em đã cho làm theo một cái bài gọi là 1168, 8611. Và em chơi đúng chiến thuật gọi là hùng hục như châu húc mã. Để biểu dương sức mạnh của cầu thủ gớm nó rực rỡ quá. Ông nói ít thôi. Bác cái đang cáu. Mà tôi nói cho ông nghe nhá. Hôm nay ông chỉ đạo là thiếu của tôi một cái thẻ đỏ nhá, chứ không được trận đúng nó còn rực rỡ nữa đấy bác ạ. Thế à? Ờ, thế hóa ra là hai ông là dàn xếp tỷ số với nhau à? Hả? Thì bác tính thời buổi bây giờ làm cái gì mà chả cần phải có kịch bản. Không có kịch bản thì lấy đâu ra trận đấu hay mà nó lại rực rỡ như thế à? Bác thấy như là bọn em vất vả lắm thế. Phải phối kết hợp bao nhiêu ngày liền. Coi tập, coi là để ăn dơ với nhau nó mới ra được như chi tiết hay. Nhưng tình huống nó gay cấn như thế. Trận đấu nó mới rùng rợn như thế nhỉ. Tôi cũng đến các ông ạ. Vào đây uống nước đã. Vào đây. Úi giời ơi, cái thằng kia. Em xin lỗi bác, em ra. Bạn. Bạn cái gì? Đi ra đây. Sao mày ngồi lên đây? Hả? Tao đã bảo mày đợi ở nhà, lát tao thanh toán cơ mà. Hả? Em sang nhà anh để tìm anh, nhưng mà không thấy. Anh thông cảm cho, mặc thanh toán thiệt cho em. Từ giờ đến đêm, em lại còn phải đi thổi những hai trận nữa. Đêm để mày đi bắt ma à? Em đứng nguyên ở đây, cứng vào trong kia. Đứng ở đây ạ. Bạn em, đưa tôi châm rưỡi nhanh. Châm gì? Ok, tiền nhuận coi chứ thằng trọng tài như đây. 300 hai thằng vào. Ok, 300 một thằng ấy. Sao đắt thế? Ok, tiếng còi nó lạnh lạnh như thế thì không đắt rồi. Đưa. Úi dồi ôi, nhanh lên. Có thế được mà. Anh. Có bố đây. Của em 150 cơ mà anh. Này, im. Tao phạt mày vì cái tội mày rút thiếu của tao một cái thẻ đỏ. Mày còn đòi hỏi gì nữa? Thằng kia. Dạ. Mày quay lại đi. Sao ạ? Bây giờ như thế này nhá. Vâng. Mày đưa tao tờ 100 này. Tao đưa thêm cho mày 50 nữa. Được. Dạ thêm 50. Dạ đây. Này. Mày định chép miệng có đúng không? Hả? Mày chép đi. Mày chép một phát là tao phạt mày thêm 50 này nữa. Tao thách mày đấy, tao thách đấy, chép đi. Không không em hò. Đã ăn tiền của người ta rồi là còn thổi vô trách nhiệm. Cái gì? Anh ơi. Làm sao? Cho em lấy tiền của thằng bình luận viên luôn. Hả? À, tao tưởng cả hai thằng là luôn rồi. Không, trong hợp đồng là riêng. Thế mà bố không nói sớm để tôi còn cân đối. Không, riêng. Đợi đấy. Đứng quên đấy nhá. Vâng. Mày nhìn cái gì? Bạn. Bình tĩnh. Này, mà cái gì nữa? Nó đòi luôn tiền cho thằng bình luận viên. Đưa. Ồ, cần lắm thế. Ôi kìa, mỗi thằng 150 có gì nữa. Đưa. Nhanh rồi, dài. Okay. Đây, khổ lắm. Ê, đây. Im. Tức kia. Ê, đây. Im. Úi giời ơi. Có mấy cái đồng bạc lẻ mà chúng mày cứ học hết cả lên thế à? Thằng kia nó đâu? Nó đang phát thanh ở xã anh ạ, nó nhờ em lấy tiền cho nó. Nó cứ làm như là tao quỵt tiền nhuận mồm của nó không bằng ấy. Này, của công tất. Ờ, không. Anh ơi, của nó 150 cơ mà. Úi giời ơi. Bảo với nó nhá, là tao phạt nó vì cái tội là sai kịch bản, còn nói năng lung tung, nghe chưa? Nhưng mà bác ơi, trên sân cỏ nó đã nhiệt huyết, nó gào rách cả mồm ra. Đã thế nó còn khuyến mại cả pin lẫn loa đấy. Này, cái loa là ở trong hợp đồng nhá. Bảo nó là có muốn làm theo hợp đồng không? Hả? Thế thôi, 50 được, bác đưa đây. Vẩn, nhận tiền thì còn nói năng vớ vẩn câm ấy.
anh ơi. Sao? Anh làm ơn tháo cái đầu em ra cái. Đầu quá, cái này nó chặt quá. Úi giời ơi, sao mày gài đầu vào đây làm cái gì? Đau quá, bắt giúp em cái đầu. Im! Anh ơi, đau quá. Từ, nhẹ tay, nhẹ. Đừng từ nhẹ tay thôi, nhẹ tay không xếp vào cổ em. Ôi giời ơi, thôi mày đợi đi. Sự ơi, ra giúp tôi cái. Thằng này tự nhiên nó gài đầu vào không rút ra được. Quá thì đấy ông ơi, bây giờ ông bành cho tôi cái nhá. Nào, mệt cho vừa ấy. Mắc thế này. Nào, chuẩn bị. Hai ba. Chắc lắm ông ạ. Ông ơi, dùng sức không được rồi. Có lẽ phải nghĩ mưu thôi. Mưu à? À, tôi có cách rồi. Nhanh lên. Đây. Cách gì nhanh lên? Nào, bình tĩnh nhá. Thông bình đấy. Rồi, kéo nhá. Chuẩn bị nào. 1, 2. Ôi giời ơi. Quả này chốt hạ nhá. 1, 2, 3 này nhá. Rồi, 1. Nào, gai chân đi, từ. 1, 2. Quạt. Sao thế? Ui ông ơi. Cách khác đi, đau quá. Tôi sợ là giật mạnh quá. Đầu thằng này nó lìa ra khỏi cổ mất ông ạ. Người ta đã bảo là đầu xuôi thì đuôi lọt, nhưng riêng cái trường hợp này mà đầu thì xuôi rồi, còn đuôi thì có lọt vào mắt. Tăng lên. Yếm. Cái gì? Yếm. Có cái rồi. Cái gì? Ông thấy sao? Ôi trời ơi, ông làm cái gì đấy? Ông chặt được phát thì lìa đầu ra. Ôi, khổ quá thật. Ông bị thần kinh không? Cái gì? Tôi có bị dở hay đâu mà tôi đi chặt vào cổ đó. Tôi chặt vào cái song sắt này, phạt vào đầu nó để mà đi tù à? Úi giời, thì phải nói sớm nhé. Thôi, làm đi. 1, 2. Quạt. Tôi thấy cái hành động của ông nó nguy hiểm lắm, nó không khả thi đâu. Đường rào đây, tôi có cái khác rồi. Ra ngay đây đi. Ông, bây giờ ông giữ đầu nó thật cân vào, nhá. Tôi chỉ vả một phát là đầu nó tụt ra luôn. Cân chưa? Cân rồi. Rồi. Tốt rồi. 1, 2, 3. Ôi trời ơi. Đơn giản thế mà không nghĩ ra. Ôi trời ơi, ông vội đập nát tay rồi. Trời ơi. Cái gì? Tôi bảo ông cân cái đầu của nó cho nó thẳng. Ông thò tay vào đấy làm cái gì? Hả? Bắt được tiền đấy. Bỏ ra. Ai bóng tham? Tao gì tôi nhặt được chứ? Chết! Hội đồng tuyển trạch họ đến rồi kìa. Này, thí cho ông đấy. Phủi quần áo đi. Ôi giời ơi! Dạ, gửi lại chị cái khăn. Bạn bị cúm à? Không. Sao thế? Cái mùi chỉ nó hấp dẫn thế, nó ngọt cứ như mùi kẹo ấy, hết thấy rồi mà chỉ muốn ăn luôn. Thế à? Bạn này, mùi nước hoa của cô bên cạnh. Ôi thế à? Có thể bạn đổi chỗ cho tôi cái. Ôi giời, Yêm. Mùi Yêm. Mình là người có tiền. Thôi, tôi xin hai bố.
Dạ mời anh. Đã xong, mời các bác đi ăn, đợi mãi mà chẳng thấy. Dạ bởi vì có thấy anh Quân anh nói gì đâu. Lại có chuyện gì đấy bạn? Dạ, thưa các anh, đặc biệt là kính thưa các chị. Thực ra là vừa rồi đá xong là chúng tôi cho các em nó họp đội để rút kinh nghiệm về chuyên môn này. Dạ, dạ xin giới thiệu với anh, đây là anh Tích, dạ. Chủ tịch câu lạc bộ, kiêm huấn luyện viên trưởng của Văn Tích FC ạ. Dạ. Còn đây là anh Sự ạ. Về cái cương vị ấy, thì là cũng giống với cương vị của anh Tích, thế nhưng mà về tên của cái FC thì nó lại hơi khác một tí. FC gì nhỉ? Công sự. FC công sự ạ. Xin chào chị. Chào anh. Chào anh. Chào chị. Chào cái gì đấy? Kính thưa các anh, đặc biệt là kính thưa các chị, là vừa rồi cũng quên chưa chào hỏi các anh các chị. Dạ. Chào chị. Chị. Dạ. Giới thiệu với hai anh nhé. Đây là anh Cường, còn đây là anh Kiên. Hai anh là nhà tuyển chọn cầu thủ như hôm trước tôi đã giới thiệu đấy. Hôm nay ngồi xem dự khán trận đấu của các anh. Vâng. Tôi có nhận xét thế này nhé. Dạ. Các em nó đá hơi quá, hơi bạo lực. Vâng. Mà phần lớn là do lỗi của trọng tài. Đúng đấy. Vâng. Nhưng mà thể lực các em nó tốt. Vâng. Tốt lắm đấy. Dạ. Dạ xin báo cáo với các anh là chúng tôi phải kỳ công lắm và công phu tốn kém lắm. Thôi hẳn trọng tài có loại tầm cỡ gọi là phi tang luôn. À. Dạ. FIFA. Dạ FIFA, FIFA. Dạ kính thưa các anh, đặc biệt là kính thưa các chị, là bọn tôi là làm bóng thì không được lâu đâu. Thế nhưng mà thời gian cũng không phải là ít đâu. Dạ chúng tôi làm bóng cũng phải 10 tháng rồi bạn nhỉ. À, không nói chính xác là phải là 9 tháng 10 ngày rồi. Dạ 9 tháng 10 ngày rồi. Dạ kính thưa các anh, đặc biệt là kính thưa các chị, là tôi ấy, là đội của tôi nó theo cái phong cách là Titicaca. Còn đội của anh Sự đây là theo cái phong cách thuần chủng của Nam Mỹ. Đấy. Nhưng mà bình thường mà hai đội tỉ thí với nhau là các em nó choảng nhau là lịch lãm, tế nhị và quyến rũ lắm. Và thế sao hôm nay không cho các em nó đá như vậy? Dạ vâng, nhưng mà chưa có ý kiến chỉ đạo của anh Quân. Cái gì thế bạn? Cái ông đấy. Thằng Quân nào dám chỉ đạo ở đây? Hả? Thằng Quân nào dám vào đây mà chỉ đạo? Có phải không anh Quân? Dạ, kính thưa các anh, đặc biệt là kính thưa các chị, là cũng là do nhu cầu từ phía các anh cần những cái cầu thủ khỏe mạnh, nên là chúng tôi mới chỉ đạo các em nó đá theo cái phong cách gọi là châu húc mã để phô diễn toàn bộ thể lực và sức khỏe của em đó chị ạ. Dạ. Tôi hiểu rồi, có vấn đề gì đâu. Dạ. Hôm nay đá quyết liệt và cũng đầy cảm xúc đấy chứ. Vâng, quá là quyến rũ rồi. Anh ơi, em dạ. Là em thích nhất cái cầu thủ số 99 ấy. Vừa đẹp trai lại khỏe nữa. Cái áo số 99 ấy là của em đấy. Dạ, nếu như chị thích thì em xin tặng chị để làm kỷ niệm. Còn chị, thế chị thấy ở cái đội bên này có cầu thủ nào mà thấy chị thấy nó hấp dẫn thì chị cứ gọi là chỉ đạo, em sẽ tặng chị hẳn một thằng để chị đưa về làm kỷ niệm. Riêng em á, là em chỉ thích huấn luyện viên thôi. Em hả? Thôi, không dài dòng, không miên man nữa. Công việc chính hôm nay là thế này này. Dạ. Anh Cường với anh Kiên đây về để tuyển chọn cầu thủ. Dạ. Nhá. Cái danh sách những cầu thủ được tuyển chọn thì tôi đã cầm đây rồi. Vâng. Cái phần lương của cầu thủ ấy thì do các anh ấy trực tiếp chi trả. Vâng. Nhá. Thế còn cái phần chuyển nhượng, mỗi một cầu thủ là 1 triệu ấy thì sẽ trả trực tiếp cho huấn luyện viên. Bao nhiêu hả anh? Khổ quá, 1 triệu. Các anh có nhất trí không? Bạn ơi. 1 triệu đô. Mình bình tĩnh. Nào, thế bây giờ có nhất trí không? Dạ, thưa anh, nhất trí luôn ạ.